Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Quýt Nguyễn. Và tôi là Nguyễn Vinh. Thời điểm này là thời điểm buổi chiều, nó hơi gió, các bạn thông cảm. Nhưng mình muốn quay một cái video mượn cái stream để mình nhấn mạnh cho anh em nuôi cá biển một số cái vấn đề về cách sử dụng kháng sinh cho nó hợp lý. Tại vì khi mình đi thị trường đó, cũng như là đi đến cái farm nuôi của anh em, thì mình nhận thấy một điều nó hơi bất cập. Đó là anh em hay sử dụng kháng sinh một cách rất là tùy tiện. Thứ nhất là nó không đúng liều lượng. Cái thứ hai ấy là các anh em sử dụng một ngày đến hai ngày mà anh em thấy nó không giảm chết là anh em bỏ và anh em chuyển sang một kháng sinh khác. Về bản chất ấy, là mọi người phải hiểu thế này. Tại sao khi bác sĩ khám bệnh cho người ấy, là bác sĩ hay kê đơn 3 ngày dùng kháng sinh và sau đó tái khám? Thực tế ra mọi người nên hiểu một cách khách quan và phải hiểu chuẩn. Đó là trong vòng 3 ngày, nếu kháng sinh đó là kháng sinh đúng với cái căn bệnh mà bác sĩ hay là những người về chuyên môn về nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản, họ xác định đúng, thì sau 3 ngày nó sẽ có tác dụng và cá sẽ giảm chết sau ngày thứ 3. Thì như vậy là chúng ta sẽ sử dụng thêm 3 đến 4 ngày nữa là đủ điều chỉnh từ 5 đến 7 ngày kháng sinh. Đó là tại sao mà trong một toa thuốc người ta hay kê 3 ngày là như vậy. Còn nếu sau 3 ngày mà vẫn không giảm chết, hoặc là đối với người mà không giảm sốt, không giảm viêm, thì lúc đó thì sẽ đổi thuốc hoặc là phối trộn các loại kháng sinh với nhau. Đấy, cho nên là anh em nuôi biển chúng ta phải chú ý rất là kỹ vấn đề sử dụng kháng sinh. Cái điều này là mình thấy, nhận thấy khi mình ra thăm một số farm ở vùng nuôi mới. Tại vì mọi người thường thường hay bị nhiễu thông tin. Cá của mình đang bị cái bệnh nó đúng rồi đấy. Hoặc là những cái bệnh mà chúng ta có thể sử dụng kháng sinh phổ rộng, nhưng chúng ta sử dụng đúng liều thì nó sẽ đạt hiệu quả. Nhưng mà chúng ta lại nghe với cái bè bên cạnh hoặc là cái farm nuôi ở một cái vùng nào đó là đang sử dụng một cái thuốc khác và cái triệu chứng thì cũng lở loét như nhau thôi. Là các anh em lại đổi thuốc, như vậy là rất nguy hiểm và dẫn đến tình trạng là chúng ta sẽ không đi đến kết quả tốt nhất của cái quá trình trị bệnh, mà có thể chúng ta sẽ bị hao hụt rất nhiều và có những cái farm mà chúng ta phải trả giá bằng cách là hao hụt gần như hết cả đàn đó. Đấy là cái thông tin mà mình muốn nói để cho anh chị em nuôi biển và đặc biệt là sử dụng các sản phẩm về kháng sinh, chúng ta phải sử dụng thật là chuẩn. Còn liều lượng bệnh như thế nào mình phải đính chính, hoặc là mình phải nhắc lại là anh em muốn mình xác định cái triệu chứng hoặc là những cái tư vấn ấy, thì anh em nên chụp hình gửi cho mình và miêu tả lại cái quá trình mình sử dụng, mình xử lý như thế nào, thì mình sẽ có những cái mà tư vấn nó sẽ sát sườn hơn và nó sẽ chính xác hơn, và để cho giảm thiểu cái thiệt hại cho anh em. Đó là cái thông tin mình muốn chia sẻ cho các bạn. Rồi nếu các bạn hãy chia sẻ cái thông tin này, cũng như đăng ký kênh để cho anh chị em nuôi biển có những thông tin để chúng ta cùng nhau mình phát triển cái và sử dụng đúng. Tại vì kháng sinh là một cái, mình phải nói là một nguồn tài nguyên rất quý để chúng ta sử dụng, cũng như là cái mà nó ảnh hưởng đến trực tiếp con người, cho nên là cái đó chúng ta phải rất là cẩn thận và thận trọng. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.